Đây là đôi giày nát của Columbia rồi, nát bét rồi, không còn gì rồi. Đẹp không? Quá là chất luôn ấy. Hey yo, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với những màn trôn của Lê Hùng. Ok, trước khi vào vấn đề chính thì mình xin gửi một lời chúc tới toàn thể mọi người đang xem video này. Một mùa Giáng sinh thật là ấm áp, thật là hạnh phúc, thật là vui vẻ bên người yêu, người thân, vân vân và vân vân. Ok, vào vấn đề chính luôn. Đó, hôm nay mình có một vấn đề rất là đau đầu. Đó chính là ngày lễ một năm ấy, không biết có bao nhiêu ngày lễ, ngày Tết, dịp này, dịp nọ. Đấy, cánh đàn ông con trai chúng mình lại đau đầu vì cái khoản phải tặng quà cho chị em phụ nữ. Đấy, không tặng thì lại đi đòi. Kiểu gì cũng sẽ phải tặng quà thôi. Quá là khổ sở đúng không anh em? Các chị em mà xem video này ấy, thì phải thông cảm cho chúng tôi. Chúng tôi làm gì có tiền? Trời ơi anh em. Ok, vậy thì hôm nay mình sẽ sử dụng cái bộ não siêu việt này của mình để mách cho anh em một cách tặng quà cho gấu mà không mất một đồng một xu nào cả. Hôm nay mình sẽ làm một thứ để tặng cho Lợn Mì, và anh em hãy cùng theo dõi cái video này để biết cách để tặng quà cho gấu mà không tốn một xu nha. Ok, let's go. Bây giờ mình sẽ phải đi ăn trộm một đôi giày của Lợn Mì mới được. Nghe ăn trộm nó không hay lắm đúng không? Gọi là mượn đi. Mượn tí nữa chả. Trời ơi, bây giờ không biết đâu là đôi giày của mình, đây là giày con Lợn Mi luôn á. Đây là giày của mình rồi. Đây cũng là của mình. Đây cũng là của mình luôn, thế sao ấy. Chư. Đây cũng là giày của mình, thế sao ấy. Mình đi 42 nhá. Còn con Lợn Mi đi 38. Đó, anh em nào mà có nhu cầu tặng quà, tặng giày cho chúng mình ấy, thì nhớ đúng size nhá. Mình đi 42, còn Bánh Mi đi 38. Ok. Giày con Lợn Mi à, đôi này có vẻ ok đấy. Được, đôi này ok đấy. Lấy luôn đôi này. Bắt đầu. Let's go. Đây là đôi giày nát của con Lợn Mi rồi. Nát bét rồi, không còn gì rồi. Bây giờ mình sẽ phải mang đi tái chế, làm mới nó lại. Ok anh em, đi theo mình nha. We'll be right back.
chưa? Đó, mình vừa xong cái bước gọi là khá là quan trọng rồi, đó chính là sơn. Bây giờ mình sẽ phải mang ra ngoài nắng này để cho nó khô đã, rồi một lát nữa mình sẽ sơ chế tiếp thì mới trở thành một đôi giày hoàn chỉnh được. Ok, anh em cùng đợi nhá. All I hear go get the money, so I go get it. Hate means I do something right, so I'ma let 'em. Yeah, I'ma let 'em. Yeah, 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 I'ma let 'em. I hit the nail on the head. Yeah, yeah, I'ma let 'em. All I hear go get the money, so I go get it. Hate means I do something right, so I'ma let 'em. Yeah, I'ma let 'em. Yeah, 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 I'ma let 'em. I hit the nail on the head. Yeah, yeah, I'ma let 'em. Early bird go get the worm, worm in the dirt. I could show you what I'm worth, my hands in the dirt. From where they look when you not, a hand in your purse. Hell if you think I'm last, hey, last should be first. First, 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 first. Go ahead and go feast your eyes. Chefing up, cooking them pies. Leaving no slice, believe on a guy. Who in demand and who got supplies? You on the land, me I'm fly. Look at the miles, I be in skies. Right by my side, miss look at them thighs. Up in Dubai, you see us. Black man, black sand beaches. Yeah. Backhand if you slick speaking. Yeah. Cut off if that hand reaches. Right. Sucker, I ain't about child leeches. All I hear, go get the money, so I go get it. Hate means I do something right, so I'ma let 'em. Yeah, I'ma let 'em. Yeah, 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 I'ma let 'em. I hit the nail on the head. Yeah. All I hear, go get the money, so I go get it. Bây giờ mới là bước cuối cùng này, đóng hộp. Đấy, để ở dưới gốc cây thông. Trời, còn gì bằng nữa, quá đỉnh cao. Bây giờ mình sẽ để đây, lát nữa con lợn mi về và tặng con lợn mi. Mong là nó không nhận ra cái vóc dáng của đôi giày này. Ôi, về rồi, về rồi, về rồi, về rồi, về rồi. Em. Hả? Đi đây. Em, lại đây anh bảo. Ra đây. Anh lại quay đi đấy. Em có muốn có quà không? Quà đâu. Em có muốn nhận quà không? Ờ, quà Noel à? Quà ở dưới gốc cây Noel, à gốc cây thông nhầm. Yeah. Ôi, không ngờ là mình cũng có quà. Bóc luôn đi. Đẹp chưa? Cây mới. Phong cách Giáng sinh chưa? Ôi, anh ơi, giày hãng này trông lạ mà anh. Ôi. Lạ anh mới mua chứ. Ôi, giày mới. Ôi, không hay vậy. Giày mới. Đẹp không? Đẹp. Quá là chất luôn ấy. Ôi. Bao nhiêu tâm huyết của anh ấy. Yeah. Anh đi mua lúc nào đấy? Bí mật. Này, giày này hãng gì mà trông lạ thế, chưa bao giờ nhìn thấy luôn đấy. Lạ thì anh mua chứ. Mà hai đứa anh nhìn nhá, hai chiếc này nhá. Trông nó không giống y hệt nhau đâu nhá. Đấy, mỗi cái nó kiểu hoa ba một kiểu luôn. Nó cùng tông màu. Đen, vàng, đỏ. Em đi thử luôn nhá. Ừ. Trời. Bây giờ quà Noel phải gọi là cực chất luôn. Em cứ tưởng anh là quen rồi, anh không tặng quà em. Cái đôi này độc nhất ở trên thế giới này luôn. Em biết tại sao không? Sao? Không nói đâu. Nhưng mà chắc chắn là nó sẽ là độc nhất ở thế giới này. Thật á? Ừ, chỉ có một mình em có rồi. Bà limited à? Đúng rồi. Và này chỉ có một người sản xuất được thôi. Anh đặt riêng á? Ừ. Thông tin em lên mạng đi, không bao giờ thấy được đôi giống như này. Chịu chơi thế mà khi em đỏ quá, anh có chịu mua cho em đâu? Hợp. Anh thấy hợp với đáng em không? Hợp, nhưng mà em đứng ở chỗ khác, em đứng ở thảm bẩn đấy, thảm của anh thì sao? Giày mới mà, lo gì bẩn. Đây là không khí Noel, anh thấy chưa? Đẹp chưa? Đẹp. Thấy giày mới của em đẹp chưa? Đẹp chưa? Em thấy anh mua hợp với phong cách của em không? Hợp. Lại đúng size của em luôn nhá. Thì tất nhiên anh không biết size giày em nữa thì em cho anh ăn đòn. Thầy mới. Quá chất luôn, em đi ra ngoài này để test thử một vòng nào. Độc nhất thế giới mà, em yên tâm, em đi đôi giày ra ngoài đường không bao giờ phải sợ đụng hàng với ai cả. Thật luôn. Em sẽ up lên Facebook em khoe. Em lại cho hộp à? Đeo cho vào hộp để chó nó mời. Bao giờ em mới định mang đôi này đi ra đường? Thì
sao giờ em phải kiểu mặc đồ nào hợp hợp màu ấy thì em mới mang đi. Bây giờ em phải đi cắt đi, giày mới phải cắt đi cho nó mới. Gì anh em, có lợn đi không thể phát hiện ra luôn. Bởi vì sao? Bởi vì mình làm quá chuẩn, mình làm không tỉ vết một tí gì luôn. Cuối cùng thì mình cũng tặng quà cho con lợn đi xong. Con lợn đi vui vẻ nhận quà, mà mình cũng vô cùng vui vẻ vì tặng quà không tốn một đồng nào. Anh em thấy hay thì nhớ bấm like và subscribe HM Channel nha. Và đừng quên lên Homie Shop để chọn những sản phẩm cực kỳ đẹp, cực kỳ chất của Homie để chơi Tết, chơi Noel nha. Ok, còn bây giờ thì bye.